lên với các bác và anh em bộ dàn Onkyo N7 TX loa dàn đồng bộ. Bộ dàn có giải mã từ TV xuống qua cổng quang, chức năng chơi đĩa CD ok, chơi điện thoại, TV, máy tính kết nối cục Bluetooth ngoài ok. Bát lõm chắp đầu đạn. Thiết kế loa rất là đẹp, đầu máy âm ly cũng rất là đẹp. Chất âm hay các bạn nha, bát lược chất sáng. Dòng bát gân gần bát gân xếp 2 tầng, màng sợi cây vàng, đẹp mắt. Và biên độ đánh bát rất lực luôn. Dòng gân xoắn gân 2 tầng các bạn ơi, gân vải 2 tầng. Lúc hơi còn thêm cái phía trước nữa, đẩy được tiếng bát ra khá là nhiều. Con này sẽ thiên nhiều với bát các bạn nhé. Đánh nhạc remix cũng rất là hay, chưa tình cũng rất tuyệt vời. Dàn hỗ trợ chỉnh bát chắc. Nếu như anh em mua thêm remote các bạn nhé, mua thêm remote thì sẽ điều chỉnh cái bát chắc. Bình thường những sản phẩm này thì giá nó khoảng độ 2,8-3 triệu. Tuy nhiên thì con dàn này nó có một cái khuyết điểm ở cái vấn đề hình thức ở trên nóc loa, cho nên em giảm cho anh em xuống còn 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng các bác nhé. Giá bán là âm ly và hai loa, chưa bao gồm phụ kiện. Bác nào mới tập chơi dàn mà chưa có phụ kiện thì mua thêm cho em đổi nguồn dây rắc, bluetooth, dây quang hay là những cái đèn nháy vân vân, hay điều khiển từ xa vân vân là các bác mua thêm nhé. Còn giá 2.500.000 là giá dàn cho anh em nào đã chơi quen rồi, mua về chỉ với cắm điện chơi thôi nhé. Anh em mới tập chơi thì sẽ phải mua thêm phụ kiện. Còn buồn. Bây giờ thì em sẽ đầu tiên em quay hình thức của bộ dàn, sau đó em sẽ test tính năng và hướng dẫn các bác cách sử dụng bộ dàn các bác nhé. Em sẽ quay lần lượt các góc cạnh của dàn. Bộ này loa cũng tương đối đẹp, chỉ giữ một cái vết nhỏ trên nóc loa cho nên là em sẽ giảm khá là sâu. Bình thường 2.800.000 đến 3 triệu thì bộ này em bán 2.500.000. Màu nâu, kiểu nâu đỏ nhìn rất là đẹp mắt. Ê căng đây, vải lưới ê căng đẹp. Bên em thì có hỗ trợ căng lại lưới ê căng, cho nên là tất cả các con nào về mà nó rách rất thường thì bọn em căng lại hết cho nó đẹp mắt, chứ không để cái lưới nguyên bản đâu. Cái lưới nguyên bản, cái lưới cái gì mà nó hay về bị rách, không ta vận chuyển bị rách. Bác chơi dần mãi không để ý, vận chuyển về rất hay bị rách lưới ê căng. Mà nhiều bên thì họ cũng không có thời gian, họ không làm. Bên em thì đầu tư thợ để em làm cái này để cho nó đẹp cho anh em, và anh em chơi nhìn nó sang trọng. Nói thôi, nó là một phụ kiện phụ thôi, tuy nhiên thì nếu như có một cái lưới đẹp thì nó cũng tôn dáng cái bộ dàn lên cũng khá nhiều đấy các bác nhá. Đấy, tôn dáng lên khá là nhiều. Nếu như cái càng nó rách một tí thì nhìn nó thật sự là có cái đắt yêu nữa nhìn cũng chán đời. Cho nên cái càng khá là quan trọng. Xin lỗi anh em nghe điện thoại nhá. Rồi, thì email sau, khách hàng gọi mua hàng thôi. Đấy. Đây các bác nhá, có một cái vết hơi xấu ở chỗ này, cái vị trí tỉa tay nhá. Đấy, cho nên là em đã xả rất là tốt cho các bác nhá. Bình thường những bộ này thì nó giá là 2.800.000 đến 3 triệu, chỉ bị cái vết này thôi, nó do vận chuyển nhé. Và cái này em đã xử lý cái keo thẩm mỹ rồi, cho nên nó gần giống với cả cái tông của cái màu ấy luôn. Đấy, nhìn nó không lộ lắm đâu các bác nhé. Nói chung là bên em sẽ chăm chút thật kỹ cho những con dàn đến tay các bác chơi là ưng ý nhất và gọi là đẹp nhất có thể, vì hàng bãi về thì không tránh khỏi những vết chảy xước được, xước xát được. Đấy, vì chỉ vì cái vết thôi em giảm mấy trăm nghìn luôn cho các bác nhé. N7 TX loa dàn đồng bộ, công suất là 140W trở kháng 4 ohm. Thùng vách loa là tương đối là vuông vắn, tương đối vuông vắn đẹp. Thì lâm ly các chơi điện thoại máy tính thì bác cắm vào cái hàng thứ hai trên xuống, hoặc là hàng thứ tư từ trên xuống, có chữ in nhé, cứ cắm vào có chữ in là được. Đấy, táp in hoặc là đốc in đều được nhé. Còn ao là cổng xuất âm thanh ra. Còn anh em mình chơi giải mã thì các anh em cắm vào cổng digital in này cho em. Đây, dưới cùng này, digital in nhé. Còn dây loa thì chú ý cho em, đấu đúng màu cho em. Hết sức chú ý phần đấu dây loa cho em. Đúng màu, đen và đen, đỏ và đỏ nhé. Cái phần dây loa phải đấu đúng cho em. Đấy. Chỉ phải chú ý cho em cái vấn đề này thôi. Còn điện thì đương nhiên là cắm bằng điện nguồn điện 100V rồi. Còn anh em nằm cắm 220 thì thôi coi như là bỏ đi đấy. Hoặc mang đi sửa thì nó 50-50 lắm.
Đấy, về tổng thể của da này tương đối đẹp. Em thử lên cái căng để cho các bác xem nhá. Cái giá trị của việc bọn em xử lý lại cái căng, không để cái căng rách nữa. Nhiều shop họ để cái căng rách này nhìn, mặc dù chỉ là một vết thôi, nhìn thì cũng chán đời ngay. Đấy, tất cả cái căng về bọn em đều xử lý rồi, căng lại lưới vải mới rồi. Nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng cho bộ dàn. Rồi, anh em nào kết cái bộ dàn này thì liên hệ với Trung Kiên Audio nhé. À quên quên, còn chưa test chức năng. Em test nhanh nhé, test chức năng CD này. CD con này nó đọc nó mất khoảng vài giây loát đĩa không nhé. Mất vài giây loát đĩa, đấy, đọc ở đây. Để CD nhé. Nét bài đây nhé. Đấy, núm này, nét bài cái núm này. Đấy, nét bài núm nhé. Ok em nhé, em sẽ bỏ đĩa CD ra. Em nói test là test đĩa CD của Nhật thôi nhé, các bác chú ý nhé. Thế còn tất cả những cái đĩa không phải của Nhật thì bên em không bao. Nhiều khi anh em mua về chơi đĩa chợ về đọc nó kém thì anh em lại thắc mắc, thì em nói luôn em chỉ test đĩa CD Nhật thôi. Đấy, đĩa chơi ok, giải mã chơi ok nhé. Ấn input lên cho em nhé, chỉ về chế độ là giải mã chơi tồn. Đây, giải mã đây các bác nhé. Đấy, rồi chuyển về chế độ điện thoại, anh em lại ấn input cho em input nhé. Ở dưới volume này, ở bên cạnh volume này, về chế độ là chế độ tab ở trên điện thoại. Đấy, đơn giản đấy thôi. Nếu như em mua thêm remote thì các chức năng đấy thì đa số đều có trên remote rồi. Input ở đây, khóa tiếng đây, chỉnh bát chát đây, đấy, volume ở đây, super bass ở đây. Đấy. Đâu ok, và các nhà bây giờ thì mời anh em cùng nghe qua chất lượng của bộ sản phẩm. Các bác mua dàn thì liên hệ với Trung Kiên Audio. Anh em chờ chút để em tìm cái tấm biển để đâu rồi. Số Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Các bác liên hệ số Zalo này luôn nhé, để mua hàng nhé. Đây. Đấy, 0975 575 262 các bác nhé. Rồi bây giờ thì xin mời anh em cùng nghe nhạc. Bộ này thì chơi được tương đối là đa thể loại nhạc luôn. Anh em nhé, anh em nói chốt dàn liên hệ với em số Zalo 0975 575 262. Em xin phép và kết thúc video tại đây.